Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay là ngày mấy tới tháng 12 vị? 31 tới tháng 12. Đặc biệt trong cái tuần này và ngay ngày hôm nay là ngày gọi là đặc biệt lắm. Tại sao à? Là cái ngày cuối cùng của năm 2023. Không dễ để có cái ngày cuối cùng vào Chủ nhật để chuẩn bị qua một năm mới. Cho nên là tôi muốn nói để khích lệ Thánh của Chúa là cái tuần Chủ nhật này nằm ở một thời khắc rất quan trọng để chuẩn bị cho một năm 2024. Trong năm 2023 này, có người thì làm ăn không được suôn sẻ lắm. Có người thì trong gia đình gặp nhiều có sự khó khăn. Nhưng mà dường như có một cái điều để khích lệ cho chúng ta đó là gì? Cứ mỗi một năm trôi qua thì chúng ta lại có một thách thức mới. Nhưng bên cạnh đó cũng cho chúng ta những cái bài học, kinh nghiệm ở trong cuộc đời này để rồi chúng ta chuẩn bị cho năm 2024 một cách tốt hơn. Và dường như năm 2023 trải qua thì cho chúng ta sửa lại những gì mà chúng ta làm sai, có đúng không quý vị? Và làm cho năm 2024 định hướng tốt hơn. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng nay tôi có gửi đến hội thánh của Chúa chủ đề, đó là chủ đề về ân nhân. Ân nhân là gì? Ân nhân là một người mà đã có ân nghĩa với mình. Tại sao tôi muốn nhắc lại điều này? Vì thật sự những người ngồi tại đây được Chúa cứu bởi ân điển của Chúa. Nhưng mà Chúa cũng là ân nhân của cuộc đời của chúng ta, có đúng không ạ? Chúa cũng là ân nhân cuộc đời của chúng ta. Cho nên chính vì đó mà Ngài là người ân, người nghĩa, vì Ngài đã đổ huyết ra để cứu cuộc đời của chúng ta. Và trong một năm mới này, giống như một cái hành trình mới này, chúng ta được học lại, ôn lại những gì mà Kinh Thánh dạy về những cái hình ảnh, những cái câu chuyện xung quanh về những người họ biết sống ân nghĩa. Và với cá nhân cơ đốc nhân của chúng ta ngày hôm nay, một trong những yếu tố đó, đó là đạo đức của chúng ta, và chúng ta phải sống có ân có nghĩa. Tôi muốn nhắc lại một điều đó là hơn hết chúng ta phải có sự khác biệt với người bên ngoài, đó là chúng ta phải có sống có ân có nghĩa. Vì thế quay qua người bên phải, quay qua người bên trái, phải vỗ vai, vỗ tay, phải nói rằng mình sống phải có ân có nghĩa. Người Việt Nam chúng ta có câu rất là đặc biệt, và nó cũng dạy cho người ta rất là nhiều điều, là cứu vật vật trả ơn, mà cứu nhân nhân trả oán. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta được Chúa cứu rồi đó, thì chúng ta phải làm điều đó hơn với những gì còn lại của thế gian. Và với cá nhân của chúng ta sống, chúng ta phải biết ơn Chúa. Quý vị ơi, khi chúng ta học lời Chúa thì chúng ta thấy rằng nếu không bởi ân điển của Chúa và không bởi Chúa cứu mình thì bây giờ tôi không biết vì có được ngồi tại đây hay không. Và thậm chí cá nhân của tôi cũng không biết tôi có được ngồi tại đây hay không. Cho nên có nhiều người tin Chúa, đi với Chúa nhưng mà không hiểu rõ điều này, và cuối cùng mình bị thất bại. Mình bị thất bại. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có lời của Chúa ở trong Sa-mu-ên nhì đoạn 9 từ câu 1 tới câu số 13. Chúng ta sẽ cùng đứng lên, chúng ta sẽ dở ra trong lời của Chúa. Sa-mu-ên nhì đoạn 9 từ câu 1 tới câu số 13. Xin mời ban thi dở dùm, và chúng ta sẽ đọc chậm rãi nguyên một đoạn Kinh Thánh này, tại vì đoạn Kinh Thánh này chỉ có 13 câu thôi. Chúng ta sẽ khởi sự đọc chung. Bây giờ David nói: nhà Sa-lơ có ai còn sống sót không? Ta muốn vì Jonathan mà làm ơn cho người ấy. Có một đầy tớ của nhà Sa-lơ tên là Siba, người ta gọi ông ta đến với David. Vua hỏi: ngươi là Siba phải không? Ông thưa: phải, chính tôi là đầy tớ của bệ hạ. Vua nói tiếp: nhà Sa-lơ có còn người nào không? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người ấy. Siba thưa với vua: còn một người con trai của Jonathan bị què cả hai chân. Vua hỏi: người ấy ở đâu? Siba thưa: người ở trong nhà Maki, con của Amien tại Lodeba. Vậy vua David sai người đến nhà Maki, con của Amien ở Lodeba, đón người ấy về. Khi Mephibosheth, con của Jonathan, cháu Sa-lơ đến với David thì sắp mặt xuống đất mà lại. David gọi: Mephibosheth. Ông thưa: dạ, có đầy tớ bệ hạ đây. David nói với ông: đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con vì Jonathan cha của con. Ta sẽ trả lại cho con tất cả đất đai của Sa-lơ ông nội con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Mephibosheth cúi lại và nói: đầy tớ bệ hạ là gì mà bệ hạ lại đái đến một con chó chết như con đây?
Rồi vua lại gọi Sipa đầy tớ của Sao-lơ và nói: ta đã ban cho cháu nội của chủ ngươi tất cả tài sản thuộc về Sao-lơ và cả nhà người. Vậy ngươi cùng các con trai và đầy tớ ngươi phải cày cấy đất đó cho người, rồi thu hoạch hoa lợi để cháu nội của chủ ngươi có bánh ăn. Còn Mê-phi-bô-sết, cháu nội của chủ ngươi, sẽ ăn tại bàn ta luôn luôn. Lúc bấy giờ, Sipa có 15 con trai và 20 đầy tớ. Sipa thưa với vua: đầy tớ bệ hạ sẽ làm mọi điều bệ hạ là chúa tôi dặn bảo. Như thế, Mê-phi-bô-sết ăn tại bàn của David, như một trong những con trai của vua. Mê-phi-bô-sết có một con trai nhỏ tên là Mica. Tất cả những người ở trong nhà Sipa đều là tớ của Mê-phi-bô-sết. Như vậy, Mê-phi-bô-sết sống ở tại Jerusalem vì ông luôn được ăn tại bàn của vua, dù ông bị què cả hai chân. Ta xin được cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, ngay giờ này con cầu nguyện để lời của Chúa ngài đến với lòng của dân sự của Chúa, những người mà chúng con đang thờ phượng Đức Chúa Trời tại hội thánh yêu thương này. Con cầu nguyện để chúng con có lời của ngài, giống như lời của Chúa ngài dạy chúng con, đó là chớ quên các ân huệ của ngài. Trong một năm mới sắp đến, xin Chúa ngài cho chúng con luôn nhớ ơn ngài, những gì mà Đức Chúa Trời ngài làm ơn cho chúng con, để chúng con tin cậy bước đi và tận hiến cho Chúa. Con cảm ơn ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con trong giờ này trong lời của Chúa. Thánh Linh Chúa ngài bày tỏ lẽ thật của ngài cho chúng con, để chúng con nắm bắt lấy lời của ngài trong thời gian này. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trân trọng kính mời thánh an toàn. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì buổi sáng nay tôi có nói đó là chủ đề của chúng ta được học, đó là chủ đề về ân nhân. Và như chúng ta vừa đọc cái câu chuyện, đó là sau khi vua David ông lên ngôi làm vua, ông chứng chỉnh triều thần xong, ông gọi là ông chinh phục các nước liên bang xong, và ông thỉnh hòm giao ước của Chúa lập lại đền tạm David xong, thì điều mà đầu tiên ông làm sau những việc đó, đó là ông nhớ lại những người đã từng giơ tay ra cứu giúp cuộc đời của ông. Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Từ câu số 1 của đoạn 9 này, bây giờ vua David nói: nhà Sao-lơ có ai còn sống sót không? Vì ta muốn Jonathan mà làm ơn cho người ấy. Nếu mà ai đọc Kinh Thánh ở trong Sa-môn nhất, Sa-môn nhì á, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện này. Và tôi khích lệ những người vừa tin Chúa, những người mới tin Chúa đó, là chúng ta hãy dở Kinh Thánh ra đọc lại phương đoạn Kinh Thánh này, thì chúng ta sẽ hiểu cái bối cảnh của câu chuyện này. Đó là gì? Khi mà David từ một người chăn chiên giết được Goliath và sau đó được vào cung vua, ở tại nơi đó David rất là cô độc, rất là cô đơn vì không có bạn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời ngài đã dùng một người bạn này là con của vua Sa-lô tên là Jonathan. Ông cảm mến David, ông quý mến David, và lúc bây giờ Jonathan chủ động để kết bạn với David làm bạn của mình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Là những cái gì quý Jonathan đều chia sẻ với bạn của mình hết. Ví dụ như gươm, kiếm, áo bào và những cái gì mà giá trị ông đều chia sẻ cho bạn mình là David. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết hành trình của David rất là khó khăn, và nhiều lần Sao-lơ đã dùng một cách để giết David. Nhưng mà lạ thay, Đức Chúa Trời lại dùng chính Jonathan là con của vua Sao-lơ nhiều lần can thiệp và làm sao bảo vệ David, thậm chí giấu David luôn. Tình bạn nó như vậy đó. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng dường như không có một cái người bạn tri âm tri kỷ nào mà được viết trong Kinh Thánh giống như cái tình bạn của Jonathan và David. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết sau tất cả đó là Sao-lơ chết, Jonathan chết, thì trong quá trình chạy trốn quân địch thì người hầu, người vú đã giữ đứa con của Jonathan. Đứa con đó tên là Mephibosheth làm sao bị tai nạn, và cuối cùng đứa bé đó bị gọi là bị què cả hai chân. Và khi mà quay lại Kinh Thánh á, thì chúng thấy rõ là một ngày kia Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng David nhớ lại tình bạn của mình, nhớ lại những cảnh cơ hèn của mình, nhớ lại thời khắc mình khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Và nếu không có cái tình bạn đó, không có những ân nhân đó, thì David không thể nào có thể trở thành vua được. Và chính vì lẽ đó, ở trong phương đoạn Kinh Thánh ghi lại là bây giờ David mới nói rằng nhà Sao-lơ có ai còn sống không, vì ta muốn vì Jonathan mà làm ơn cho người ấy. Tự nhiên ở trong đầu của David lóe lên một cái suy nghĩ, đó là gì? Đó là nhà của Sao-lơ có ai còn sống không? Nhà của Sao-lơ có ai còn sống không? Vì ta có một người bạn tên là Jonathan, và ta muốn vì Jonathan đó
mà muốn ban phước, muốn làm ơn cho người ấy, muốn trả ơn lại cho người ấy. Cho nên khi chúng ta đọc phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta liên tưởng một điều, đó là điều đầu tiên, đó là David nhớ ơn người giúp đỡ mình, đó là Jonathan. Và lúc bây giờ thì ông nhớ đến. Ở Việt Nam chúng ta có một cái câu mà tôi rất là thích, đó là gì? Phú quý sinh lễ nghĩa. Lúc mà cơ hàng thì không nói, lúc mà nghèo khổ không nói, nhưng mà thường thường nếu mà ai đó có cái gọi là giàu sang, rồi là có cái gọi là có điều kiện hơn, người ta thường sinh ra những một số cái lễ nghi tập tục. Nhưng mà ở phân đoạn như thế này chúng ta thấy rằng, cho dù David ở một cái cương vị là vua của Juda, vua của người Israel, nhưng mà cảm ơn Chúa, Kinh Thánh nghĩa là ông bèn nhớ đến những gì mà Jonathan đã từng giúp đỡ cho ông. Nó có một sự éo le là gì? Jonathan thì giúp đỡ ông, nhưng mà cha của Jonathan là Saul thì luôn luôn muốn giết ông, muốn hại ông, muốn tận diệt ông. Nhưng mà câu này là bởi tấm lòng của Jonathan, nó cảm phục lòng của David, và David rất biết ơn Jonathan, cho dù cha của Jonathan không được tốt với chính cá nhân của ông. Và cho đến một ngày ông được tư tưởng suy nghĩ, đó là gì? Muốn làm ơn cho người ấy. Quý vị ơi, trong một năm mới này, tôi muốn khích lại hội thánh của Chúa, đó là xin Chúa ngài cho chúng ta nhớ lại trong cuộc đời của chúng ta có được ngày hôm nay là bởi đâu? Thứ nhất là bởi Chúa, thứ hai là bởi ơn của những người giúp chúng ta. Có đúng không quý vị? David cực kỳ yêu Chúa, ông hết lòng tận hiến Chúa, yêu mến Chúa, nhưng ông cũng là người có ơn có nghĩa với những người đã từng giúp đỡ ông. Cho nên ông mới nhớ lại, ông nhớ lại những cảnh cơ hàng. Ôi nhớ lại trước kia, nếu không có Jonathan, không có người bạn của mình, không có giang tay giúp đỡ mình, thì không biết bây giờ mình đang ở đâu. Và cảm ơn Chúa qua lời Chúa ở phương đoạn kinh thánh này, để cho chúng ta thấy rõ, đó là nhớ lại ơn mà những người đã từng giúp chúng ta. Con người chúng ta có một đặc biệt, rất là dễ quên. Nhưng mà người ta thiếu mình á thì không dễ quên. Có đúng không ạ? Ai làm tổn thương mình gì đó rất là khó quên. Ai nợ mình cái gì đó rất là khó quên. Nhưng mà ai giúp mình á thì rất là dễ quên. Chúng ta nghĩ lại coi đúng không ạ? Rất là dễ quên khi ai đó giúp mình. Nhưng mà thử bây giờ mình ngồi tại đây, mình nhắm mắt lại, mình suy gẫm về cuộc đời của mình. Trong cuộc đời mình, ai đã từng giơ tay ra giúp đỡ mình? Quý vị ơi, lúc cơ hàn nhất, lúc khó khăn nhất, lúc mà trong tay mình mất tất cả, ai là người tình nguyện giơ tay ra để đón và giúp mình? Đó chính là người ơn nghĩa của mình thôi. Tôi mắc nợ cũng rất là nhiều về ân nghĩa, vì cuộc đời tôi cũng chứng kiến rất là nhiều cái cuộc đời khó khăn. Cũng có những người đi qua cuộc đời của mình, và dường như trong lúc bế tắc nhất cuộc đời của mình, họ đều vờ luôn, họ không quan tâm. Nhưng ngay lúc đó Đức Chúa Trời vẫn dùng những con người để khích lệ chúng tôi. Tôi không muốn đơn cử một người, nhưng mà tự nhiên tôi nhớ là một người, đó là người lớn tuổi. Và thời điểm bây giờ hai vợ chồng tôi hầu, tức là vợ tôi mới sinh bé Minh được vài tháng tuổi thôi, con trai tôi vài tháng tuổi. Hai vợ chồng là một ngày không có cái gì ăn. Quý vị biết đó, là giống như vợ tôi phải mua bó rau á. Họ ở cách đây hai mấy năm á, có những người phụ nữ mà họ đi chiếc xe đạp á, rồi họ bỏ phía sau là rau rồi thịt rồi cá rồi bịch á. Nhớ vị, những cái người mà ngoài Bắc họ vào trong miền Nam họ bán á, thì vợ tôi mua những cái bó rau mà không phải ăn chỉ có một ngày đâu, mà một bó rau ăn mấy ngày. Lúc bây giờ tụi tôi rất là khổ, rất là khó khăn, và không có tiền để hầu việc Chúa, không có điều kiện rất là nhiều giúp cho nhiều người, tại lúc bây giờ chúng tôi đang thiếu nợ. Và chúng tôi gặp rất là nhiều cái sự bế tắc như vậy. Nhưng mà có một người trong một buổi tối đến thăm vợ chồng chúng tôi, và người đó thăm và kèm theo một cái bao thơ. Tôi nhớ không lầm thì nó khoảng chừng là nửa ngày lương của một người làm. Tôi nhớ không lầm là nửa ngày lương của một người làm. Và chúng tôi rất xúc động, vì trong lúc khó khăn nhất mọi người quay lưng với mình,
thì lại Chúa lại dùng một người đến để chia sẻ cho mình những cái phần rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ quý ở trong thời điểm đó. Và chúng ta dùng món tiền đó để có thể sinh sống thêm một thời khắc khó khăn đó. Câu chuyện đó tôi ngồi đây và tôi nói chuyện, chắc vợ tôi cũng nhớ cái người đó là ai, nhưng tôi không tiện nêu tên. Chúng ta ngồi lại chúng ta suy gẫm coi, cuộc đời chúng ta bao nhiêu người đã là người ân nhân giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà lạ thay, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Đó là chúng ta rất dễ quên ơn, quên ai đó đã từng giơ tay giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. Và cái câu chuyện này cho chúng ta thấy về một vị vua yêu mến Chúa nhưng sống rất là nhân nghĩa, đó là nhớ đến những người đã từng giơ tay ra cứu mình. Nhớ đến những người giơ tay ra cứu mình. Nhưng mà lạ thay, trong suốt cuộc đời của chúng tôi cho đến bây giờ, đây là câu chuyện thật 100%. Dường như cuộc đời của chúng tôi khi gặp bế tắc, khi gặp khó khăn nhất, những người cơ đốc nhân, tôi nói thật rằng những người cơ đốc nhân là những người dường như rất ít giúp chúng tôi, nhưng chính những người Chúa dùng, những người ngoại lại giúp chúng tôi nhiều hơn. Đây là câu chuyện thật sự. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn khích lệ hội thánh của Chúa trong loạt bài này. Đó là gì? Đó là xin Chúa Ngài cho chúng ta biết cái lòng biết ơn. Jonathan khi ông giúp cho David, ông đang suy nghĩ tới cái chuyện trả ơn, có đúng không ạ? Jonathan không bao giờ suy nghĩ tới chuyện trả ơn. Buổi sáng nay tôi muốn kể về một câu chuyện. Xin mời ban anh ta giúp đỡ dùng một cái hình ảnh của ông, một cái ông tướng tên là Marcus Marcus. Đây, ông này là một người tướng của Mỹ và ông tên là Mark Atwood. Ở đây chắc Emily Andrew biết. Ok, Mark Atwood. Có thể là tiếng Anh mình không có tốt cho nên phát biểu không ok. Nhưng mà khi tôi học về ông này, tôi thấy rất đặc biệt. Người này được gọi là thánh sống ở tại Nhật Bản. Người Nhật mang ơn ông này chỉ sau Nhật Hoàng, tức là sau vua thôi. Và người Nhật rất là thần tượng, gọi là vua của mình. Nhưng mà người này được gọi là thánh sống ở Nhật. Và đất nước Nhật được đứng trụ vững cho đến ngày hôm nay là bởi sự giúp đỡ của ông này. Mày có thấy ngạc nhiên không ạ? Khi tôi học về quản trị chất lượng thì tôi được thầy dạy lại cái môn này. Và tôi đặt lòng cái bài học này rất là đặc biệt. Đó là vào sau Thế chiến thứ hai, Nhật bị Mỹ thả hai trái bom xuống hai thành phố, đó là Hiroshima và Nagasaki. Thì đất nước Nhật đầu hàng vô điều kiện. Đất nước Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta nhớ, nếu mà ai có xem lịch sử á, thì tại trận chân châu cảng á, thì Nhật đã thả bom xuống ha, rồi tấn công, rồi chớp nhoáng với các quân đồng minh khác. Nhưng mà chính vì lẽ đó và Mỹ phải hành động, đó là thả hai trái bom xuống hai thành phố là Hiroshima và Nagasaki. Và sau khi thả bom này á, thì Nhật Hoàng, tức là đất nước này là gọi là đầu hàng vô điều kiện. Những cái chiến binh, những người lính của Nhật á, thì họ đã làm gì? Đó là họ phải mổ bụng tự sát. Cái tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật cao lắm, cho nên họ đã dùng cái gươm samurai á, họ mổ bụng tự sát. Lúc bây giờ thì cái dân số của người Nhật á, chủ yếu là người nữ, không có người nam. Tại sao? Này, nam rất ít, còn rất ít. Và cái ông này, ông đã đứng ra để thương thuyết, để làm sao để mặc lấy cái tình yêu của mình để giúp đỡ cho người Nhật một cách gọi là vô điều kiện. Ông đã vận động ở bên Mỹ, ông giúp đỡ hàng triệu Mỹ kim để giúp đỡ cho nước Nhật để phục hồi lại. Và cảm ơn Chúa, khi Chúa dùng cái ông này á, đến Nhật á, ông đã bắt đầu là cải tổ lại đất nước Nhật này. Tôi không có thời gian nhiều để tôi nói về ông này. Nhưng mà chúng ta có nhớ những cái câu mà người ta thường nói truyền miệng ở Việt Nam, đó là ăn cơm Tàu ở nhà Tây lấy vợ Nhật không? Tức là người Nhật á, thật sự nó không đẹp lắm. Nhưng mà chính sách của ông này đưa ra đó là gì? Đó là những người phụ nữ Nhật
phải lấy những cái người nước ngoài để chi? Để có giống nòi của người Nhật. Và sau đó khi những đứa bé lớn rồi thì họ sẽ quay về Nhật để tái thiết lại. Và chỉ có vài chục năm thôi, và hai vợ chồng tôi đã từng đến Nhật, tôi thấy thật là kinh khủng khi mới mấy chục năm thôi mà Nhật họ đã làm lại cả đất nước rất là dễ sợ. Và thậm chí họ đặt, họ làm sân bay ở trên biển luôn. Và chính cái ông này, ông đã tái thiết lại, ông đưa lên những kế hoạch tái thiết lại. Và một trong những yếu tố đó thì khi ông thấy cái người Nhật á, cái chiều cao rất là khiêm tốn, cho nên ông quyết định một cái chính sách, đó là yêu cầu Nhật Hoàng cho các trường học và nhất là những đứa trẻ mỗi ngày phải uống 2 lít sữa. Tại sao? Tại vì họ thống kê rằng người phải uống sữa đó thì nó mới thể tăng chiều cao được. Và chúng ta thấy bây giờ người Nhật lại là có cái chiều cao cao hơn người Việt chúng ta nhiều, vì họ đã có những cái chính sách đầu tiên. Và quý vị ơi, ông này áp dụng rất là nhiều chiến lược và cải tổ hệ thống cả Nhật luôn. Và trong thời gian rất là ngắn thôi, không bao nhiêu lâu sau thì đất nước Nhật kinh tế được hồi phục và cả nước Nhật được hồi phục. Và đối với người Nhật, ông này chính là người ân nghĩa của người Nhật. Tôi kể câu chuyện này không biết anh Real với lại Emily có biết hay không, nhưng mà đây là lịch sử ghi lại. Và đối với người Nhật thì họ xem ông này là thánh sống, tức là người được sai đến để giúp đỡ Nhật. Và quý vị biết có Hàn Quốc á, Hàn Quốc bây giờ rất là phát triển có đúng không ạ? Nhưng mà quý vị biết Hàn Quốc phát triển là từ đâu không? Họ bê nguyên một cái nền giáo dục của Nhật á về Hàn Quốc để dạy lại. Nhật á thì học giáo dục của cái nền giáo dục của Mỹ, Hàn Quốc thì đi học lại nguyên cái giáo trình mà Nhật đang sử dụng á, đem về Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta thấy rằng một đất nước giống như Hàn Quốc bây giờ phát triển rất là kinh khủng. Cho nên chúng ta hiểu một điều là đối với người Nhật á thì người ta ân nhân là ông này. Nhưng mà khi ông này làm á, ông không nghĩ tới cái chuyện ai trả ơn ông cả. Nhưng mà ngày mà ông rời khỏi nước Nhật á, quý vị biết không, ông không hề báo cho người ta biết là ngày đó ông sẽ rời nước Nhật. Nhưng mà thống kê là hơn 2 triệu người Nhật họ đã đứng tại sân bay để họ chào đón và cảm ơn, cúi đầu ông khi ông rời nước Nhật. Buổi sáng hôm nay tôi muốn kể cái chuyện này cho quý vị biết, đó là gì? Đó là cái việc nhớ ơn đó, nó cực kỳ quan trọng. Jonathan không nghĩ rằng những gì mà ông đã giúp cho David nó có thể giúp đỡ cho kể cả hậu tự của ông. Cho nên buổi sáng nay tôi muốn nói một điều là gì? Đó là cho đến một ngày Chúa khiến cho David nhớ đến Jonathan và muốn trả ơn cho dòng tộc của Ngài, của người. Cho đến một ngày Đức Chúa Trời khiến David nhớ đến gia tộc của Jonathan để làm ơn trên gia tộc này. Cho nên những ngày mà chúng ta giúp đỡ cho một ai đó, đừng bao giờ nghĩ rằng người đó trả ơn mình, hoặc là ai đó trả ơn mình. Nhưng mà hãy nhớ một điều, cho đến một ngày Đức Chúa Trời có quyền để làm việc trên một ai đó để nhớ lại những gì mà mình đã làm cho họ. Và David đã bằng cách đó là nhớ lại ơn mà Jonathan đã giúp đỡ cho mình. Khi mà ông nhớ lại, Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Ông đi tìm người đó để làm gì? Để giúp đỡ. Saul còn sống không quý vị? Vua Saul còn sống không? Vua Saul lúc bây giờ còn sống không? Chết rồi. Người bạn mà gọi là tri âm tri kỷ giúp đỡ ông lúc đó còn sống không? Không luôn. Nhưng bây giờ ông mới quyết định đó là gì? Tìm hậu tự của Jonathan. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Có một đầy tớ của nhà Saul tên là Siba. Người ta gọi ông đến với David. Vua hỏi: ngươi là Siba phải không? Ông thưa: phải. Chính tôi đây, là đầy tớ của bệ hạ. Vua nói tiếp: nhà Saul có còn người nào không? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người ấy. David nhớ đến Jonathan và hỏi rằng: nhà của Saul còn ai không? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi lại cho họ. Cái đặc biệt mà chính David đã cho chúng ta thấy một tấm lòng mà con người, ông đi với Chúa, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa. Ông không lấy ác để trả ơn. Chúng ta nhớ cái câu này nè, đọc kỹ nha. Đó là
Nhà Sao-lơ có còn người nào không? Ta muốn lấy ơn của Đức Trời mà đãi người ấy. Ở đây không ghi là nhà của Jonathan có còn người nào không, nhưng mà nhà Sao-lơ có còn người nào không? Ta muốn lấy ơn đãi cho nhà người ấy. Sao-lơ là gì của David? Là người muốn hại David, muốn tận diệt David, muốn xử David, muốn giết David, muốn hại David, và rất là nhiều điều Sao-lơ đã làm cho David. Nhưng mà ông làm gì? Ông nhớ đến David là Sao-lơ là vua, cho nên Jonathan là con của Sao-lơ, và bây giờ ông muốn dùng ơn của Đức Chúa Trời để đãi lại cho. Wow. Con người chúng ta thường sao ạ? Lấy ác trả ác. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, qua tấm lòng một người có Đức Chúa Trời á, thì lấy ơn để trả ác. Amen. Ông Kinh Thánh ghi là ông muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời để đãi lại cho nhà Sao-lơ. Lấy ơn của Đức Trời để đãi trở lại cho nhà Sao-lơ. Wow, khi mà tôi đọc lại cái này, tôi xin Chúa ngài thương xót mình để mình có thể làm sao để mình hiểu lẽ thật của Chúa ở đây. Và ông đã tìm, thì có một người nói rằng người đó tên là Sipa, là gì, là đầy tớ của Jonathan, nói rằng bây giờ mới đi tìm. Kinh Thánh thì trước đây thì không nói về Mephibosheth nhiều, nhưng mà lúc bây giờ thì Sipa đã trình bày là có một người tên là Mephibosheth. Trong lúc chạy giặc thì Mephibosheth, bởi vú nuôi của mình lúc bây giờ còn nhỏ đó, thì bị tai nạn làm sao á, thì bị gì, bị què hai chân. Bị què hai chân nha. Và sống lang bạc đâu đó. Thì bây giờ vua tìm Mephibosheth để trả ơn dòng tộc của ông. David đã tìm. Buổi sáng nay tôi muốn nói với hội thánh của Chúa, những người ngồi tại đây, chúng ta cho cái suy nghĩ chúng ta quay trở lại ngược thời gian, để chúng ta nhớ lại ai là người làm ơn cho mình, ai là người giúp đỡ mình. Tìm họ, mà có thể là họ chết cũng có, họ mất tích cũng có, nhưng mà hãy tìm những gì họ còn lại. Và Kinh Thánh ghi lại đó là Mephibosheth, tức là con trai của Jonathan, xuất hiện. Thật sự chúng ta không tìm thôi, nhưng mà chúng ta tìm là ra hết. Và bằng mọi cách đó, Đức Chúa Trời ngài cho David phải đi tìm. Khi chúng ta học về cái bài học này thì chúng ta thấy rằng tấm lòng của David đặc biệt lắm. Một năm mới, tôi muốn dùng câu chuyện này để khích lại hội thánh của Chúa. Đó là nhớ lại và đi tìm những người đã giang tay ra giúp đỡ cho mình. Nhớ lại và đi tìm. Quý ơi, nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể giúp đỡ, nhưng mà nếu chúng ta không có điều kiện, xin lỗi, chỉ cần một cái phần quà nhỏ nào đó, một cái gọi là một ký khô gà tặng cho họ, hay là một cái bịch tôm khô, hay là một cái bánh gì đó, hay một hộp bánh gì, là một phối quà nhỏ thôi, mình đưa họ thôi. Sáng nay tự nhiên tôi nhớ tới một người. Khi mà hai vợ chồng tôi hầu Chúa ở tôi xin lỗi, lúc bây giờ khó khăn, tôi hầu Chúa ở miền Tây. Có cái chị đó, chị đã, khi mà tôi từ ở miền Tây hầu Chúa xong, tôi về tôi dạy đạo ở đó xong rồi tôi đi về, thì chị đó thường thường gửi cho tôi vài bao gạo. Tức là gạo đây nó không có nhiều, nhưng mà một cái bao gạo như vậy á, họ là thu hoạch xong rồi họ gửi cho chúng tôi. Không, tôi nhớ lúc bây giờ không biết bao nhiêu ký gạo đó. Họ gửi rồi nói là họ về thầy Hùng hả 10 ký gửi về cho cô Huệ nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn. Chị đó là chị Bảy Hiếu, tôi nhớ là chị Bảy Hiếu ở dưới Gò Công. Quý vị ơi, vợ tôi nói là lúc mình nó mới có 3-4 tháng tuổi rồi, nhưng mà khi mà tôi về Gò Công á, là cái người mà đầu tiên tôi đi tìm là cái chị đó. Đúng rồi, vợ tôi nói chị đó là người nghèo nhất hội thánh luôn á, nhưng mà chúng tôi lại đi tìm. Tại sao?
Tại nó rất là quý khi mà mình không có gì cả, người ta cho mình một vài ký gạo thôi, nó cực kỳ quý vào thời điểm đó. Và khi có cơ hội tôi về là tôi đi tìm họ. Lòng biết ơn nó rất là quan trọng, nó dẫn đến phước lành của chúng ta. Và David cho chúng ta một cái câu chuyện, đó là gì? Ông không hề lấy ác để trả ác, nhưng mà ông giao tất cả những cái gì đó ở trong tay của Chúa. Nhưng mà bên cạnh đó phần ông làm còn lại đó là gì? Cho dù Saul có đối xử ông thế nào, ông vẫn muốn dùng ơn lành của Đức Chúa Trời để đãi cho nhà Saul. Tôi hỏi vì khó không? Khó không? Người muốn tận diệt mình, muốn hại mình, muốn giết mình. Nhưng mà khi có cơ hội, ông muốn trả ơn và dùng ơn cứu trời ban cho để đãi cho nhà Saul. Chút xíu rồi chúng ta sẽ thấy ông đãi cách nào. Và điều cuối cùng, phần thứ ba ghi lại đó là gì? Ông đã trả ơn. Kinh Thánh ghi lại rồi Siba. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta. Rồi vua gọi Siba là đầy tớ. Siba thưa vua, có một người con trai của Jonathan bị què cả hai chân. Vua hỏi người ấy ở đâu? Siba thưa, người ấy ở trong nhà Maki, con của Amien tại Lodeba. Vậy vua David sai người đến nhà Maki, con của Amien ở Lodeba, đón người ấy về. Khi Mephibosheth, con của Jonathan, cháu Saul đối với David thì sắp mặt xuống đất mà tỏ lại. David gọi Mephibosheth, ông thưa, dạ có, con đây là đầy tớ bệ hạ. David nói với ông, đừng sợ, ta muốn làm ơn cho con vì Jonathan là cha của con. Ta sẽ trả lại cho con tất cả những đất đai của Saul, ông nội của con, và con sẽ luôn dùng bữa tại bàn ăn của ta. Mephibosheth cúi lại và nói, đầy tớ bệ hạ là gì mà bệ hạ lại đoái đến như một con chó chết của con đây. Mephibosheth đã ví mình như gì? Như là một con chó chết. Nhưng mà David đã đến tận nhà của Mephibosheth làm gì? Đó là tìm cái con của Jonathan và trả ơn. Cháu nội của Saul trả ơn. Những gì mà của ông nội con, đất đai, tài sản của ông nội con, của Jonathan là cha con, ta sẽ trả lại hết luôn. Và David đã trả ơn. Vì chú ý cái câu chuyện này nha. Jonathan giúp David có mong ngài trả ơn không? Không. Jonathan giang tay ra giúp David, bảo bọc David, che chở David khi bị Saul đuổi giết. Và Jonathan cũng không mong một ngày nào đó trả ơn. Khi David giơ tay ra để giúp đỡ cho con của Jonathan, lúc bây giờ có Jonathan không? Có không vậy? Không. Jonathan đã làm gì? Chết rồi. Có thể là lên thiên đàng. Ok. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã dùng David đến với nhà của mình để trả ơn. Tôi học được một ý rất là đặc biệt. Jonathan giúp đỡ David, có thể đời của ông không nhận được câu trả lời từ David, nhưng đời con của ông là nhận được những gì mà ông đã gieo. Amen. Đặc biệt không? Jonathan khi giang tay ra giúp đỡ ai đó, gieo những hạt giống cho David, đời của ông vẫn chưa thấy được kết quả mình làm, nhưng mà đời của con ông thấy lại những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa trên ông, những gì ông đã gieo. Đây là lẽ thật mà chúng ta phải nhận biết. Đó là khi mà chúng ta giúp một ai đó, có thể là đời của chúng ta không thấy, nhưng có thể đời con của chúng ta sẽ nhận lãnh những gì mà Đức Chúa Trời ngài làm ơn cho. Nhưng ngược lại, nếu đời của chúng ta gieo cái sự bất công, gieo sự ác, có thể đời chúng ta không nhận được,
nhưng mà đời con cháu chúng ta sẽ lãnh. Nếu mà ai đã từng nhớ cái câu chuyện của Gabaôn á, ở đây ai đọc Kinh Thánh nhiều sẽ nhớ. Một câu chuyện này có thật 100% trong Kinh Thánh luôn. Đó là khi mà Giô-suê tiến vào xứ hứa Canaan và ông bị mắc mưu với người Gabaôn. Đó là người Ba-ôn đã lập một khế ước, đó là gì? Đó là người Do Thái, người Israel không được giết người Gabaôn, không được đụng tới người Gabaôn. Vì đó là khế ước từ khi mà Giô-suê chuẩn bị bước vào xứ hứa. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đó không à? Và giữa người Gabaôn với lại dân Israel có một cái khế ước đó. Cho nên chính vì lẽ đó, tại đất hứa đó là người Ba-ôn được tồn tại, không bị tuyệt diệt. Chịu khó đọc Kinh Thánh vì sẽ thấy rất là nhiều câu chuyện hay. Cái hồi gây cứng đó là đời vua Sao-lơ khi ông trị vì, ông đã tìm cách để triệt tiêu người Gabaôn. Ông đã tìm cách để giết người Gabaôn. Nhưng mà lúc mà thời của vua Sao-lơ trị vì á, không có xảy ra, không có chuyện gì xảy ra hết trơn á. Nhưng mà tới đời của David trị vì, có một chuyện xảy ra, đó là gì? Đó là bởi cái đất nước này, cho nên khi vua David trị vì bị hạn hán, đất nước lúc bây giờ bị hạn hán trong mấy năm như vậy. Và khi mà họ cầu nguyện, tiên tri Nathan cầu nguyện và rất là nhiều người cầu nguyện, và khi họ cầu nguyện thì họ phát hiện ra một điều, đó là gì? Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ, đó là người Gabaôn đã gọi là, tức là Sao-lơ đã vi phạm khế ước đó và hại người Gabaôn, muốn giết người Gabaôn. Cho nên họ vi phạm khế ước đó và đời của Sao-lơ không trả đó, thì cho đến thế hệ cai trị của David trả cái phần đó, đó là bị hạn hán trong nhiều năm. Ở đây chúng ta ai biết câu chuyện đó? Giơ tay lên. Có một vài người biết câu chuyện này. Và khi mà họ nói lên điều đó thì bây giờ David mới hỏi là có cách nào để giải được cái gọi là giải cái khế ước đó hay không, để giải quyết cái vấn đề đó hay không, thì người ta mới đưa ra là bây giờ á có một yêu cầu và họ mời cái người Gabaôn đến để giải quyết đó. Và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Đó là họ yêu cầu tất cả những con cháu của Sao-lơ phải giải quyết, đó là gì? Đóng đinh, treo mọc hình hết, treo thay của những người này lên hết, thì mới hết được cái gọi là giải được cái khế ước đó khi vi phạm. Sau đó thì Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Đó là Mephibosheth được giữ lại vì ông hứa với Mephibosheth là giữ lại ông này. Nhưng mà những cái người con khác, những con cháu khác của Sao-lơ và Jonathan á đều bị gì? Bị đóng đinh, bị treo lên mọc hình. Và Kinh Thánh ghi lại, vừa khi họ treo thay lên, họ chết á, thì lập tức sao? Mưa đổ xuống và đất nước không còn bị hạn hán đói kém luôn. Ghê chưa? Không phải tôi nói, Kinh Thánh nói. Sao-lơ làm ác, thời của ông không nhận được sự trả lời, nhưng mà thời con ông nhận được sự trả lời. Vì sao? Đức Chúa Trời là đấng công chính. Cho nên nếu chúng ta làm ơn cho một ai đó, đời chúng ta có thể không nhận được câu trả lời, nhưng mà có thể đời con chúng ta nhận được câu trả lời. Và nếu chúng ta làm ác, đời chúng ta đôi lúc không thấy sự trả lời, nhưng mà đời con chúng ta phải nhận lấy sự trả lời khi cha chúng ta làm ác. Giống như người Việt chúng ta nói là cha ăn mặn con khát nước. Cái từ đó nó không phải nói về nghĩa đen rồi là xấu xa không thôi, nhưng mà cũng nói lên là nếu mà chúng ta gieo gió thì chúng ta gặt bão, và nếu chúng ta gieo điều tốt thì chúng ta sẽ gặt điều. David đã tìm cách để trả ơn cho gia đình của Sao-lơ vì cớ Jonathan đã từng giơ tay ra cứu cuộc đời của ông. Tôi hỏi quý vị một câu. Chúng ta năm nay có người thì trưởng thành, có người hơn 20 tuổi, có người mười mấy tuổi, có người 50-60 tuổi. Nhưng mà nếu giả sử á, quý vị đi ra đường, quý vị gặp bà con dòng họ mình, người ta nói: "Ôi, ba của con á, mẹ của con hồi đó tốt lắm, giúp cho người này, giúp cho người kia, giúp cho người nọ." Tôi hỏi quý vị có hãnh diện không? Hãnh diện, ngẩng cao đầu luôn.
ngẩng cao đầu đi vậy nè. Nhưng mà nếu mà mình lớn, mình đi ra đường mình gặp bà con, người ta nói mình: ôi ba của mày á, mẹ của mày hồi đó vậy 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 đó. Họ kể lại rất là nhiều câu chuyện xấu. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ như vậy, mà chúng ta phải vậy nè. Tại sao? Tại vì những cái đó là cái mà chúng ta phải được dạy dỗ với hành vi là cơ đốc nhân. Buổi sáng nay tôi muốn dùng cái câu chuyện này để khích lệ hội thánh của Chúa. Chúng ta phải biết ơn Chúa, phục vụ Chúa, thờ phượng Ngài. Ngoài Chúa ra, chúng ta phải biết ơn những người đã từng giang tay giúp đỡ cuộc đời của chúng ta. Amen quý vị. Để chi? Để chúng ta gieo những cái gì đó cho chính chúng ta và cho con cháu chúng ta đời sau nữa. Maybe we should không ngờ một ngày nào đó tự nhiên có một quế nhân ân nhân đến để giúp cho ông. Tôi nói thật luôn, ổng còn hơn chúng số nữa, có đúng không ạ? Một người què hai chân, có nghĩa là đâu có thể là làm ra được gọi là sinh lợi đâu. Mình cứ nghĩ một người mà què hai chân là người rất là khó khăn, rồi gia cảnh không biết lúc bây giờ thế nào. Nhưng mà Kinh Thánh này là tự nhiên ông nghe vua đến. Và Kinh Thánh kỳ lạ là khi mà ông thấy vua đến rồi đó, ông thấy ông sợ. Ông sợ vì sao? Sợ ông vua này đến trả đũa, trả thù những cái gì mà ông nội của ông để lại. Ông sợ lắm, quỳ gối xuống. Vừa ra mắt vua sợ, mà sợ là vua trả thù luôn. Nhưng mà đằng này vua đến làm gì? Nói với ông: vì cớ cha của con, cho nên á, ta sẽ trả lại hết tất cả những đất đai tài sản của cha con. Tự nhiên một ngày đó anh Công ở đang ngồi nhà, ai đó đi tìm, có ông một cái ông gọi là ông thủ tướng hay là ông chủ tịch nước hay là ông tổng bí thư nào đó, đến gõ nhà anh Công, cốc cốc cốc. Công ra gặp, ôi tự nhiên bây giờ một đoàn xe thủ tướng hay tổng thống lại kìm anh Công. Xong rồi nói: Công sợ quá không biết có chuyện gì đây. Xong cuối cùng cái ông đó lại nói: vì nhà cha con á, ta sẽ trả lại cho con những gì mà cha con đã làm, tài sản đất đai, tự nhiên còn hơn chút số nữa. Quý vị ơi, nó còn hơi phép lạ, có đúng không ạ? Nó còn hơi phép lạ nữa. Một người tưởng như là không có gì cả, không làm ra tiền, không thể và không thể. Nhưng mà tự nhiên một ngày đó gõ cửa cốc cốc cốc, và vua David đến để trả ơn cho nhà của mình. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy Chúa thật là tuyệt vời. Tôi thấy Chúa thật là tuyệt vời. Một năm mới tôi khích lệ thân của Chúa, đó là biết ơn Chúa. Có thể là ngày hôm nay tôi sẽ nói những cái câu chuyện nó không có hay lắm, nó không có tốt lắm. Nhưng mà tôi muốn đây là ngày cuối cùng của năm 2023, mà mình sẽ nói khải tượng của năm 2024 với những gì mà tôi trình bày sáng hôm nay bằng cái đoạn video clip. Quý vị ơi, ở đây chúng ta ngồi tại đây, chúng ta có tin Chúa Giêsu đến thế gian này chết thay cho chúng ta, Ngài là ân nhân cứu mạng của chúng ta không? Chúng ta có tin không? Tin chúng ta giơ tay lên. Chúng ta có tin Chúa Giêsu là ân nhân cứu mạng chúng ta không? Tin thì chúng ta giơ tay lên, còn như không giơ tay lên là không phải là Chúa, không phải là ân nhân của mình à? Phải, Chúa là ân nhân của mình. Rồi cảm ơn Chúa, tôi thấy trên live stream có người cũng giơ tay lên luôn. Người ta xem live stream ta cũng giơ tay lên luôn. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho cái người đang xem live stream nha. Chúa là ân nhân của mình, Chúa cứu mạng mình. Thật sự cái ơn đó nó lớn vô cùng. Và thường thường á, cái người biết ơn á là muốn tìm cách để trả ơn. Muốn tìm cách để sao à? Nếu có thể sẽ trả ơn.
Vậy trả ơn Chúa bằng cách nào? Khi mình không có tiền, khi mình không có điều kiện, đó là người làm đẹp lòng Chúa nhất, cách trả ơn tốt nhất, vâng lời Chúa và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Amen quý vị. Cảm ơn Chúa. Sáng nay tôi thấy anh Giáp rất là vui. Bước chân vào, anh Giáp đã nói với tôi một câu: "Mục sư ơi, làm sao làm? Có cái khóa học đó nào cho tôi học tiếp để tôi học." Hallelujah. Chúng ta cho Chúa của chúng ta một tràng tay à. Tại vì sao? Tại vì mình không học, mình không biết. Vì lời Chúa cho mình học, mình mới biết. Và để kết thúc cái bạc lạc bạc này, tôi muốn đưa một cái ví dụ cuối cùng cho chúng ta trong năm mới này. Cách đây mấy hôm tôi nói chuyện với một em thanh niên. Một trong những yếu tố mà những người có như ngày hôm nay chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta muốn được phước á, đó là chúng ta phải có phẩm hạnh tốt. Và đối với giáo dục á, thì trước khi mà dạy chữ nghĩa đó thì phải dạy gì? Phải dạy về đạo đức, đúng không? Mà lễ nghĩa. Tại sao? Tại vì nếu không dạy lễ nghĩa đó thì xem chừng cái người đó đó không được dạy lời nghĩa, không dạy đạo đức đó, thì coi chừng rất là kinh khủng, rất là khó khăn. Ở đây có cô Thanh là từng dạy học sinh, đúng không? Mà cô Thanh cũng thấy rõ đó, người phải dạy lời nghĩa chứ. Tôi nói đơn giản luôn, nếu không dạy lời nghĩa, không dạy đạo đức á, thì cái người mà họ có gọi là giỏi á, họ có tài năng á, rất là nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm không? Tại vì họ không biết phân định cái nào tốt, cái nào xấu. Tôi nói đơn giản nhất, bây giờ mình hiểu ở ngoài xã hội ngày hôm nay á, nhất là các thanh niên có cái từ mà hacker trắng, hacker mũ trắng, hacker mũ đen, đúng không? Hả? Không biết luôn. Hacker mũ trắng, hacker mũ đen mà không biết. Tôi năm nay gần 50 tuổi mà còn biết hacker trắng. Hacker là biết là biết là đúng không? Nhưng mà người ta phân ra là mũ trắng và mũ đen. Mũ đen là gì? Mũ đen á, hacker mũ đen á, là người đi xâm nhập vào những cái gọi là truyền thông công nghệ thông tin để phá hoại, để ăn cắp tài khoản, để làm những chuyện xấu. Còn những người mà hacker mũ trắng á, là chuyên đi giúp vá những lỗ thủng của công nghệ thông tin, những cái truyền thông á, và giúp đỡ cho những cái người gọi là những cái gì mà xảy ra, đó là gọi là hacker mũ trắng. Xin hỏi vị luôn, hacker trắng hay hacker đen á, mấy người đó giỏi không? Giỏi không? Giỏi chứ, rất là giỏi luôn. Nhưng mà tại sao nó sinh ra cái chuyện là hacker mũ trắng, hacker mũ đen? Tại vì do sao à? Do cái nhân phẩm, do cái đạo đức người đó thôi, phẩm người đó thôi. Ở trường đâu có dạy anh đi biết công nghệ thông tin để làm chuyện kia đâu. Khi mà một cái gọi là một cái trường đào tạo, họ đào tạo một cái người chuyên về công nghệ thông tin á, họ không bao giờ dạy người ta đi vô ngân hàng để chiếm xâm nhập vào tài khoản người ta, vào ngân hàng để ăn cắp tài khoản và lấy tiền từ ngân hàng ra cho họ, có đúng không ạ? Nhưng mà tại sao họ làm điều đó? Đó là cái do họ không được dạy, không được học, và thậm chí họ không chịu thay đổi ở trong cái hành vi của họ, và cuối cùng họ trở thành hacker mũ đen. Nhớ nha quý vị, khi mà mình lên mạng mình thấy là hacker mà nó là hacker mũ đen á, và mũ trắng nó có phân biệt là giống như một hacker mũ đen và hacker mũ trắng. Hacker mũ trắng là chuyên giúp cho những cái gọi là trường hợp bị gọi là mạng công nghệ thông tin xấu á, thì hacker mũ trắng giúp cho những cái trường hợp đó. Giống anh Hùng vậy đó, thấy không? Anh Hùng vậy. Anh Hùng, cảm ơn Chúa cho tôi tên là anh Hùng. Cho nên chúng ta buổi sáng nay phải hiểu được cái điều này, và trong năm mới này, xin Chúa này cho chúng ta được học ở trong lẽ thật của Chúa và làm theo lời của Chúa. Để vì không phải đời chúng ta, mà đời con cháu của chúng ta cũng được hưởng phước lành Ngài ban cho cuộc đời của chúng ta. Hallelujah. Giờ đây chúng ta sẽ cùng đứng lên. Hallelujah. Cảm ơn Chúa về lời của Chúa trong thời gian này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.